Gấu Beethoven khẳng định, mi là phím cao nhất chúng ta học từ trước đến giờ. Chuột Mozart nói, bạn tôi thật tinh mắt. Trong khi đó, chuột Mozart đã sẵn sàng chơi bài ca phím mi. Mi ở đâu? Phím mi bên phải hai phím đen. Rồi gì nữa? Một nghỉ. Một nghỉ. Bi